dù có Roman. Lên mặt nạ bên lớp ra xem nào. Và những video đầu tiên dành cho bài cho son của anh thủ chim xe. Bài đấu được cầm của đơn vị quân của Nhật Nam. Quả đầu 7 cây bấy nhiêu đầu đã có kép góc 12 giờ luôn. Và mặt máy của game thủ bên lớp với bài đấu được cầm Rome có xe giò, có hiêu đầu, quả đầu 7. Gỗ đầu gần. Vậy lớp lại làm 2-2 dân kích 9 chém chết một nhà video bạn thì win chặt. Không cửa thau anh em nhé. Bài Roman đẹp, kích 9, 2-2 dân là có bé đi đấy. Những video đầu tiên đến từ game thủ bên lớp với nông dân và xe giò. Để có thể tìm đồ ăn và anh sẽ cố gắng đưa bấy nhiêu này về sớm. Cố đầu toàn gỗ 75 gần nhà thôi. Thêm một cái dừng thông nữa đây. Làm vào bí giò. Bí bảo vệ là màu 2, Hồng Anh chấp dân à. Sẻ đang có bầy hiêu đầu rồi, nhìn qua thế bài này thì cũng là không được với con cho son. Hơi đáng tiếc nó chỉ là cho son thôi. Cái bùi anh Dũng đã gửi sẻ 30 sao nhá. Mua bầy hiêu về rồi. Hiêu đầu là 5 con thì nó sẻ cái bài cho son này. Đây là máy của bên lớp. Ăn lùa bầy hiêu đầu 7 về nhưng mà anh quên đóng e. Mình đóng thêm cái nữa cho nó chắc. Đang làm vòng đi dò từ bài đấu này. Rồi, giải quyết bầy hiêu này thôi. Bầy hiêu đầu 7 con dành cho bên lớp được đưa về. Đây một con Roman. Yêu nét phết đấy chứ. Nhưng mà vẫn chưa thấy thêm đồ gì cả. Vẫn không quên tấu hài à. Đây lại đóng thêm mẹ nữa mới cô dân thứ 16 thôi. Và đóng ép đầu thôi, cô đầu đã thừa rồi. Đóng ép nhanh, đóng ép đầu nhưng mà đồ ăn thì không có nhiều. Nhưng mà ngoài bấy hiêu đầu chấm hết luôn. Xem em này có đôi voi quả phụ gì không. Voi không có gì luôn à. Đúng 7 yêu đầu, 7 con. Và mà đến với trận đấu này thì chúng tôi vẫn xin cảm ơn nhà trợ Adipat đã đồng hành cùng chim thiện năng trong buổi tối ngày hôm nay. Adipat lên đời thằng em là sản phẩm chăm sóc sức khỏe nam giới đến từ Mỹ, chiết xuất từ thiên nhiên với các tinh chất Ericoma, Longifolia, thuốc biển Pháp, hàu đại dương, giúp hỗ trợ cải thiện giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm. Adipat mang lại hiệu quả vượt trội so với sản phẩm khác nhờ cơ chế tác động từ bên trong, giúp tăng testosterone nội sinh và nitric oxide, sử dụng an toàn, đặc biệt là bền vững lâu dài, không phải hàng nhanh dùng một lần. Sản phẩm có giá 750k trên một hộp 30 viên. Anh em có thể tìm mua tại các nhà thuốc hoặc các trang điện tử như EcoGreen, Shopee, Tiki, Lazada. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và cũng quay trở lại với bàn máy của anh thủ bên lớp thì bài đang chỉ có 2 bầy hiêu với con cho son này thôi. Bầy hiêu đầu đưa về bài 3 hiêu có thêm voi. Một đôi voi thì anh thủ đồ rồi. Không phải là quá đẹp với con Roman này vì đơn giản là nó không quả phụ. À, nếu như anh xử lý được đôi voi về nhà chính thì mình nghĩ đây vẫn là bài đấu ok. 25 dân kích trong đầu người. Thậm chí là 26 dân luôn. Thôi đấy. Đó là máy xe. 25 trên 28 bài bấy yêu quả phụ. Chết dân thành ra hơi ối rồi ôi luôn. Bài hai quả phụ lên xe. Bên lớp đi rồi. Và cánh bên lớp gần màu 2 sẽ gần màu 1BB. Cảm ơn Thái Tây đã gửi tặng em 20k nhá. Gửi em bao thuốc luôn, ok anh ơi. Làm bao thuốc hút, phòng mồm luôn. Ở đây sẽ là nhà BB với bài đấu của chim sẻ cho son 25 dân. Anh em báo về vừa khen về lớp xong. Rồi bạn đang ăn bò quả này. BB. Cũng sẽ thừa đến từ chim sẻ. Thực đã dồn lên là hơi chậm. Rồi đóng nhà rồi, đây BL đóng cao vào đây BB. Và đấu khung nhà đây chim sẻ. Bây giờ mới là về lớp thi đấu đúng không anh em? Ơ? Bạn lại không ai lên đời kìa. Rồi như vậy là 10 phút 24 với bài 25 dân cho son. Chắc chắn là đội bạn sẽ có phù thôi anh em ạ. Anh Hải ơi, nay em buồn quá. Sao nay em lại buồn?
Nếu như em buồn thì em có thể tìm đến anh lớp. Oklahoma. Em có cần số điện thoại anh lớp không? Anh gửi em luôn, tối tối anh lớp đánh kèo xong bây giờ đi nhậu nhá. Cho đỡ buồn chứ. Vậy là con giò sẻ nó muốn đẩy chéo sang cánh của game thủ về lớp ở trong trận đấu này. Ok, cảm ơn anh Đức Chiến nha. Hy vọng anh có thể emote phát biết Mano Channel của em. Thank you anh. Giò sẻ được đẩy lên. Gặp ngay ông sư tử này. Đi bảo vệ Hồng Anh có giò thủ rồi. Của bạn đấu cầm Baby Lord rồi Hồng Anh. Và như vậy bây giờ bắt được giò của Hồng Anh. Đó giò của anh chỉ còn một chấm. Sẻ đang xiên dần đối phương. Chào bạn Nguyễn Đắc Tú nhá. Ở thêm bấy nhiêu nữa thôi. Và như vậy là BB cũng đánh chém luôn. Nhà mình với những móng nhà BE. Đánh xịn gỗ của bên lớp. Có luôn. Rồi một E nữa để kín nhà, xong. Còn tôi ra làm bên ngoài để chịu rồi. Chờ ngựa chém ra thủ con giò đội bạn. Đi lên đời không được sống thôi. Đây nhà cái thủ BB. Bài đấu được cầm Babylon và sẻ đang chờ đó chính là đâm chém mình lên để có thể ăn được B trong trận đấu này. Đây, bài đấu B lên muộn anh em ơi. Mút luôn. Nó phải có được sọc đơn để chống phủ đối phương trong trận đấu này. Chém thật BB đây rồi. Có lạc đà đấy BB, đập luôn. Đây rồi, còn gì nữa đâu, không biết sao. Thôi đè, có P. Đây đội bạn. Chọc dần. Và chạy đòn. Và quả đây. Quật luôn, vậy cái gì? Quýt. Và pha về, khá là khó chịu đối với BB. Sẽ nó lấy dần để đập cả những giò và cả lạc đà đội bạn. Thêm một con lạc đà nữa đến từ BB đẩy lên. Lùi rồi. Đây máy của cái thủ bên lớp với tham lai là 32. Mít E anh Giai ơi. Và bắt đầu chuyển dần sọc đơn đến một bên lớp rồi. Ai ô. Này chú Hải làm đêm suốt nhỉ? Vâng, các bạn làm đêm suốt. Đây là khoanh ruộng nguyên thủ Hồng Anh. Và đang có cả phù đẩy lên để cho bên lớp. Để chơi khoanh ruộng này của nguyên thủ Hồng Anh. Anh đang xin sọc đơn mà không xin được. Và đơn giản là anh chẳng có gỗ. Anh xin được mấy con. Ăn vàng để ra phù thôi. Có hai quân ở đâu nhỉ? Vâng, Hồng Anh không thể đánh nhau luôn. Hôm nay là 35 trên 40 đến từ bên lớp rồi. Đã nhìn thấy khung R của Hồng Anh. Bài BB 1B. Hôm nay là 22 đang phụ lạc đà của BB nhưng chưa thành công. Vòng 2 còn bay cả gỗ luôn. Pha với E vẫn là rất tốt đến từ thủ chiến trẻ đã thể ăn dần Hồng Anh. Chạy kìa, vừa lại với E hay chiến trẻ. Ui giời ơi. Hai gần fit luôn đấy. Ở nhà đi sọc đơn bạn lao vào phù cả sọc đơn luôn chứ còn gì nữa đâu. Có cung R và có lạc đà để chuyển được vòng 2 ở đây. Và đen lạc đà nhưng mà vẫn phù được một con lạc đà của Hồng Anh. Hôm nay sẽ là 24 với bài cầm cho sọt của mình. Thêm mấy ruộng mới. Đây là máy của thủ Vlog đã phát hiện ra màu 2 đang ngồi ở sắp mềm đồ và bị khóa luôn đến từ Hồng Anh rồi. Vlog đã dán rất nhiều ruộng và anh cầm cho sọt lên công nghệ đấy anh Giai ơi. Dắp lên nè, chặt gỗ lên nè. Sẻ gỗ 2, vâng, sẻ gỗ quay. Vâng, đã có được phủ lạc đà của một con tơ này. Và bắt đầu bị lọt nhà, phủ 3 lạc đà luôn này, tươi. Để chém không anh luôn. Phải bo lại nhà. Gỗ nào bo 3. Và đang phải kín lại nhà, bắt quân bên trong. Phải có cả phủ lạc đà của một con tơ này. Phủ lạc đà của sẻ bay nhà nhá. Bay bay bay. Bay nhà ôm. Và đã bảy bắt quân của Hồng Anh ở trong trận này cho đối thủ chấp trận nào. Timeline 12 chỗ này Hồng Anh bị quản rồi. Đây là phù đội bạn để nén hết toàn bộ quân mình luôn. Về lớp timeline là 52. Một timeline rất to đến từ thủ về lớp. Anh cảm thấy công nghệ mình với những cái quả công 4 giáp 4 ấy. Đây, bộ 1 đây. Phù đây này. Phù lạc đà nào. Bao giờ vàng đến từ game thủ chiếc trận đã bơm cho 3L đến từ về lớp rồi. Lên công 4 rồi, bây giờ nâng giáp 4.
Người lớp chắc chắn khỏe hơn BB, anh đang khỏe nhất map với bài đấu này luôn. Và Tham Lai đang ở số là 56 giờ về lớp ở trong trận đấu này. Bài đấu đang siêu khỏe nên cho Roma của anh 3L đều. Chuẩn bị có cái giáp 4 rồi. Đang bung nhà chính ở bên lớp. Và đẩy dần nhà màu 1 BB thôi. Còn đang có phủ giải bên nhà màu 2 của Roma anh. Thêm BL nữa. Và BB đang vẩy bắt quân đội của VLOP trong tình huống này. Đây là phủ đội bạn. Ở lùi đây. Có đầu máu đến từ game thủ VLOP rồi. BB lúc đầu cũng bị xẻ chơi gần chục dân nên là mình nghĩ là BB cũng không thể khỏe như thế này. Nâng bản đồ. Đây là tí là sắp quân. Và luôn đây. Không gian gỗ bên ngoài thôi. Nhà bên lớp cũng nhiều rừng. Tham lại 63 thì cho anh. BB là bản đồ cầm bên giòn. Đây. Đâu đó đâu. Vâng, không ai phế rồi. Và sẻ thì 1L đều. Tầm này thì có vẻ như bắt đầu có dấu hiệu của việc không thể thao rồi anh em ạ. Và bây giờ không còn gì thi đấu rồi, chỉ còn mỗi BB thôi. Và chúng ta đang có một con Roman con vé với lớp đang siêu khỏe như thế này. Mạnh như phân tổ luôn. 4L có 4 ra 4 đầu máu. Thằng nào hướng anh cần hết. Nào như nào. Anh đừng có nhờn. Đứng lại. Cấm chạy nhá, không chơi chạy nhá. Để chạy kìa. Vậy em khóa rồi anh ơi. BB với cả chúng tôi này. Tôi đồ chia sẻ đến từ về lớp. Ây da. Hay quá nhờ. Và thò tay vào trong quần đi. Cho tay vào trong quần đi anh em ơi. Đây là những con quần của anh chủ BB và Vlog đang truy sát. Thì sẽ bị tuổi gì. Nó vậy nó bắt mày luôn đấy. Nào. Mày như nào. Mày như nào. Và vậy là rất rát đến từ cái thủ Vlog với con Roman của mình. Anh tiếp tục vậy để bắt quần BB. Nhưng tầm vậy của anh thì nó lại như hạch rồi. Mà đừng vậy đấy anh ơi. Tốn gỗ quá. 4L đều dành cho bài Roman này của thủ Vlog. Rất khỏe. Trẻ cũng không sẵn luôn L thứ 5 dành cho bài đấu này. Sắp nhiều dần lên, ăn nhiều gỗ lên. Và chát đi. Hôm nay là chát được rồi anh em ơi, cả nhà mình ơi. Kèo 3-0 VC được ảo thật đấy. Hôm nay là 82/100 dành cho game thủ Văng Lốp với bài cầm Roman của mình. Và bắt đầu đi xúc ngược qua nhà game thủ BB với những con sập đơn. 0-4 ra 4 đầu máu. Không cửa đua trong trận đấu này nữa rồi. Không cửa thao luôn, trận này với lớp đẩy vào thì tôi cũng nghĩ rằng BB sẽ đỡ được ở trong trận đấu này. Rồi, nào, em ra có gì thi đấu không? Thậm chí là đốt L và đốt JBA của Hồng Anh luôn. Đang vẩy E đấy BB, thì vẩy thoải mái đi. Chẳng có gì ngoài điều kiện cả. Không cửa BB luôn. Tên bố luôn được vẩy đây. Và chuyển A hai áo thành công đi BB. Lớp đang cố gắng sổ vào. Nhanh còn kịp. Yeah. Chơi bên ngoài đây, đây sẽ quay lại đây, quay lại đây. Và đang muốn chơi từ bên ngoài, B đang có khá nhiều cung A của Babylon. Bây giờ đã bắt đầu lọt vào bên trong. Và như vậy là B đang chưa có giáp thì cho con cung A của mình. Đặc biệt với Babylon thì đang bị tăng. Anh cần phải tuồn thêm sập đơn vào ở cái đường này. Nâng cung đào vàng có 2 nâng trượt rồi. Dí nó đi. Mặt trên chúng ta đang bóp được nhà đội bạn. Và mặt dưới thì cần phải sổ vào để thủ lớn lớp nhiều hơn nữa. Chúng ta đào vàng nhiều hơn rồi cho anh. Với bài đấu này. Để chuyển sang sau cần những chuyện chém. Nó sẽ bắt đầu lọt nhà của cái thủ BB rồi. Trong máy thủ chia sẻ nó đào vào chém qua đội bạn. Điều này sẽ được có thành công hay không. BB dường như vừa mới nâng được cái giáp 2. Hồng Anh còn 3 đơn vị quân ở đây thôi. Hôm nay là 20 cái thủ chia sẻ và chém trên hết toàn bộ cung A của cái thủ BB. Chúng này bên lớp vào đi anh ơi. Vào đi. Vẫn chưa vào được dành cho hai anh em. Thu được cung A của đội bạn đến từ game thủ chia sẻ. Và không có cửa dành cho BB để có thể đấu nhà. Với cái bài đấu này nữa rồi. Bé B này nữa biết chưa anh em ơi. Sắp chém nổ cả BA của mày luôn. Và tỷ số là 3-1 trong trận đấu thứ 3 dành cho Chim Trần Ông và Văng Lốp. Tỷ số là 3-0 VC trong buổi tối ngày hôm nay. Thật không thể tin nổi. Kèo này thắng 3-0 VC để ảo thật đấy. Vâng, 3-0 VC cho Chim Sẻ Nắng Vlog khi đối đầu với BB và Hồng Anh. Không cửa thầu. Ngày hôm nay thực sự Vlog thi đấu là rất khỏe. Và chiến thắng đã có thì chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Khi đối đầu với BB Hồng Anh. Tuyệt vời anh em ơi. 3-0 VC và dãy cũng chờ đợi để xem có trận đấu thứ tư hay không. Quá khỏe rồi.